Chào quý vị khán giả, chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Quý vị khán giả ơi, coi ông trời mưa, coi lúa nó sập hết rồi cả nhà ơi. Sáng nay mưa quá trời mưa, Út bắt cá lóc đồng nấu canh chua bông súng với bắp chuối nghe cả nhà. Đây là hai con cá lóc đồng đem về Út cũng ngâm với nước vo gạo nha cả nhà. Mình làm xong mình ngâm nước vo gạo để ít muối vô, rồi sau đó mình nặn nửa trái chanh vô, rồi mình cạo rất là sạch nha cả nhà, sạch trơn luôn. Đây là cá lóc Út đã làm sẵn, hai con cá lóc này gồm có bông súng nha cả nhà, bông súng với bắp chuối bào, bắp cải bào, quế. Đây là chén, đặc biệt là chén muối ớt nha cả nhà. Đây là nước me Út chuẩn bị bắt bếp lên. Rồi bắt bếp lên, nước sôi sẵn nha. Nước sôi Út cho cá vào nha cả nhà. Cái đầu cá Út chẻ ra. Út chẻ đầu cá ra cho nó dễ ăn. Nước sôi Út cho cá vào. Út nấu phân nửa, còn phân nửa Út đem đi kho tiêu nha cả nhà. Tại vì nấu canh chua nhiều quá, có mấy quân ăn không hết. Út nấu canh chua phân nửa, còn phân nửa Út đi ướp nha cả nhà, Út ướp kho. Út bắt đầu ướp nha cả nhà, cho một ít nước màu dừa vào. Màu xong Út cho đường vào nha cả nhà. Mô Phật. Đường vài hạt bột ngọt. Sau đó Út cho nước mắm ngon vào nha cả nhà. Rồi Út quậy cho nó thấm đều, để khoảng 15 phút Út mới bắt bếp lên khoan. Cá lóc kho Út chịu ăn cái đầu, cho nên nấu canh chua cái đầu một con, rồi cái nấu bên đây kho tiêu một con. Để khi nào nó thấm đều 15 phút Út mới bắt lên nấu nha cả nhà. Cho nó thấm thì nó mới ngon. Út quậy cho thấm đều đường, bột ngọt và nước mắm xong rồi Út đậy nắp để khoảng 15 phút nha cả nhà. Cái nồi canh chua cá lóc đồng của Út cũng đã sôi nha cả nhà. Cá cũng chín, Út cho nước me vào. Nồi canh chua của Út cũng đã sôi nha cả nhà. Cá cũng chín nè. Út cho nước me vào xong Út vớt bọt. Sau khi vớt bọt xong Út cho muối, đường, bột ngọt vào nha cả nhà. Sôi quá trời chín nha cả nhà ơi, Út sẽ cho rau vào nha cả nhà. Đầu tiên là mình cho bông súng chưa. Bông súng. Trời mưa mưa mình ăn đơn giản thôi, canh chua cá lóc, cá kho tiêu, cá lóc đồng kho tiêu. Có quế luôn, mình bỏ quế vô luôn. Quá ngon cả nhà, thơm quá.
mình chỉ có đè đè vậy thôi nha cả nhà, mình quậy lên nữa là bể cá, cá nó đã chín rồi. Chua ngọt. Quá sắc ngon nha cả nhà. Chua của Út cũng đã chín rồi nha cả nhà, xôi chín. Quá hấp dẫn cả nhà ơi. Rất ngon, bông súng nấu đơn giản thôi, bông súng bắp chuối thôi. Mình không có để rau gì nhiều cầu kỳ. Rồi Út sẽ bắt xuống và Út cho chảo lên xoáy mỡ tỏi nha cả nhà. Út sẽ bắt bếp lên xoáy mỡ tỏi, đổ vô canh chua. Chảo nóng, Út cho dầu ăn vào. Dầu ăn sôi, Út cho tỏi vào nha cả nhà. Quá thơm luôn. Mình cho nó vàng vừa thôi, vàng nhiều quá nó đắng nha cả nhà. Rồi Út sẽ tắt bếp đây. Sau đó Út cho vào nồi canh chua nha cả nhà. Đây là tỏi, tỏi phi nha. Xèo, cả nhà thấy không? Xèo, thơm liền, thơm ngon, thơm ngon. Khói lên mịt mù luôn, quá trời ngon luôn, quá trời thơm luôn. Canh chua chín, Út sẽ bắt nồi cá kho nha cả nhà. Đây là cá lóc đồng Út bắt kho tiêu. Để nắp lại, mình chùm lửa riêu riêu đi cho nó thấm đều nó mới ngon. Út mở coi nó chín chưa cả nhà. Ồ, sôi nha cả nhà, rất thơm luôn. Rồi ụt ụt rồi mình chụm lửa riêu riêu thôi cho nó thấm đều nha cả nhà, thấm gia vị. Đậy nắp tiếp nha. Sau khi cá nó sôi thấm đều sắp cạn, Út cho một chút nước vào nghe cả nhà để cho cá nó chín. Rồi sau đó Út sẽ đậy nắp kho tiếp. Sôi sắp cạn, Út cho dầu ăn vào nha cả nhà. Cho dầu ăn vào cho nó thấm. Ngon quá. Thơm. Út khoái ăn cái đầu cá lóc phải không ơi. Cả nhà xem video này nếu có thích đừng quên cho Út xin một like ghê cả nhà. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ Út để Út có nhiều động lực ra nhiều video cho quý vị khán giả, cho quý vị mình khán giả mình cùng xem nha. Có kho sắp chín nè, Út cho ớt vào. Sau đó Út cho tiêu vào nha cả nhà. Rồi Út cho tiêu vào xong. Vậy là cái nồi cá kho tiêu của Út đã chín nha cả nhà. Út xin tắt bếp nha. Cuối cùng món cá kho tiêu, cá lóc đồng kho tiêu của Út đã chín nha cả nhà. Đây là mâm cơm hàng ngày của Út đây. Canh chua, cá lóc, bông súng, bắp chuối, quế nha cả nhà. Đặc biệt là có chén muối ớt rất là ngon. Rồi, Út mời cả nhà mình cùng ăn cơm với Út nha.
có lóc đồng nấu canh chua bông súng nha. Mời quý vị khán giả cùng thưởng thức món ăn bình dân đơn giản thôi nha cả nhà, đơn giản mà ngon. Trời mưa mình ăn vậy rất là ngon cả nhà. Cái đầu có lóc nè, cũng thích ăn cái đầu cá. Mời quý vị khán giả cùng ăn cơm với Út nha. Quý vị khán giả nào xem video này nếu có thích đó, đừng quên cho Út xin một like nha cả nhà. Một like và một đăng ký kênh. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ Út. Đặc biệt là cái chén nước muối ớt nha cả nhà. Trời mưa mình ăn món này rất ok luôn. Ăn cái muỗng không? Cá lóc, lóc kho ngon lắm cả nhà. Mình ướp xong mình để cho 15 phút cho nó thấm gia vị, mình bắt lên mình chụm lửa nhỏ thôi nó mới thấm đều nha cả nhà, rất là ngon luôn. Mời quý vị khán giả cùng ăn cơm với Út ha. Rồi, bye bye quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả luôn luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống, mọi điều thành công tốt đẹp. Cảm ơn quý vị khán giả đã đến chương trình ủng hộ kênh của Út Xin TV. Không biết nói lời gì hơn ngoài lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, bình an trong cuộc sống nha. Bye bye quý vị khán giả.